Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình Hải nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với sát thủ tiếp anh em nhá. Ở đây mình sẽ có 2m anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ săn ở mức đầu tiên với 250 anh em nhá. Giới lượt săn đầu tiên anh em này. Đúng rồi. Rồi, như vậy đã về hũ đầu tiên rồi anh em ạ. May mắn anh em nhá. 2m8 đầu tiên đá về cho mình rồi, quá ngon rồi anh em ạ. Đó thì về với được m8 với vụ đầu tiên anh em ạ, thì bây giờ mình sẽ vẫn duy trì với mức 250 anh em nhá. Săn dăm 7 lượt nữa, nếu như mà khó duy trì thì mình sẽ giảm lại với mức 50 hay là 100 anh em ạ. Vào đây mình sẽ duy trì nó ok hơn. Đúng rồi. Đó anh em nhá, 250 về 200. Tiếp tục giảm xuống 100 này. Đó thì được hũ với 250 đầu tiên về 1m8 rồi, thì cho nên là mình sẽ giảm lại mức 100 và tiếp tục duy trì anh em nhá. Ok rồi anh em này. Nữa nhá. Trời ơi hay rồi. Hay rồi anh em ạ. Chắc chắn sẽ có x3, đúng rồi. X3 lên. Anh em thấy không ạ? Như vậy chỉ lên x3 nhưng mà chỉ về Huế thôi anh em nhá. Nói chung là chỉ cần duy trì được cho mình là quá đẹp rồi. Chỉ cần chờ cơ hội về đúng 1-2 hũ là mình sẽ thành công ngay anh em ạ. Đặc biệt hơn nữa là chỉ về dãi anh em nhá. Bởi vì mình thành công ở mức dãi cũng rất nhiều rồi. Đó, hiện tại đang trên 2m anh em ơi. Quá ấm rồi anh em này. Đúng rồi. Mình sẽ nghiên cứu mức 100 tiếp anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ tăng lên với mức 500 này, lượt săn đầu tiên này. Hơi căng anh em ạ, giảm xuống 250 thôi, nếu mức 500 hơi căng quá. Ui trời ơi, tiếp tục được suýt rồi anh em ơi. Không về hũ rồi anh em ạ, nhưng mà cũng ok anh em này, về với 675. Đó, đẹp chưa? Vẫn có lên là 2m6 rồi. Đây này anh em này. Quá hay rồi. Quá hay rồi anh em ạ. Rồi về 400 và tiếp tục anh em ơi. Chắc chắn sẽ lên có 500 rồi anh em ạ. 475 rồi. Như vậy là 250 về với 475. Đấy ok nhá. Vẫn chưa có gì thay đổi anh em ạ. Đấy, với hiện tại thì mình thấy với mức 250 thì cũng tuyệt vời rồi. Đấy rồi. 250 về 475 này. Trời ơi 625 anh em ạ. Khó thật sự luôn. Nếu như mà lượt này không về cho mình nữa thì chắc chắn sẽ giảm thôi anh em ơi. Ui trời ơi. Về 200 rồi. Không biết về cho mình mức nào đây. Đó lại tiếp tục hao 50 anh em ạ. Đó, đương nhiên là vẫn về cho mình điểm ok anh em ạ, nhưng mà về hũ tuyệt đối thì không có rồi. Tiếp tục về lại 725 thì lên lại được 2m6 nhá. Thì bây giờ mình sẽ giảm lại với mức 100 và duy trì anh em ạ. Đấy, bởi vì chờ đợi hũ rất lâu rồi mà không về cho mình một hũ nào luôn. Đến hiện tại thì mới về đúng một hũ duy nhất cho mình thôi. Đấy, một hũ duy nhất ở đầu tiên anh em ạ. Mới vào được luôn, đến giờ không hề được một hũ nào luôn anh em ạ. Hay rồi, về 600 cũng đẹp rồi anh em, đúng không ạ? Chỉ cần như vậy là 5-7 lượt là cũng ngon này. Hay rồi. Đấy, 480. Ở đây hôm nay chỉ về điểm nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Nhưng mà thực ra về điểm chủ yếu như vậy chỉ duy trì là chính thôi, chứ không về hũ là không ngắn thua rồi anh em ạ. Đấy, không được bao nhiêu đâu. Trời ơi, 3 lượt không về một điểm nào, 4 lượt luôn anh em này, 5 lượt này. Trời ơi, 5 lượt 6 này. Đây, đây rồi. Bao nhiêu? Ok anh em ạ. Đấy, cuối cùng về lại so mình với 360 nhá. Đấy, ấm rồi đấy anh em ạ. Tiếp tục nhá. Trời ơi, đây rồi. Hay quá. Có thật sự anh em ạ. Chỉ về hơn 100k thôi, có hiểu thật sự luôn. Đấy, hiện tại anh em nhá. Mình mới vào từ lúc đầu tiên, lượt đầu tiên luôn, về hũ luôn là 1,8 mà đến giờ anh em ạ. Đến hiện tại, đến giờ là hơn 5 phút rồi, không hề về một hũ nào anh em ạ. Đó, với mình căng ở chỗ này đấy anh em. Thì bây giờ mình sẽ quyết định săn cao hơn một xíu anh em này, ở mức 500 này. Ok chưa? Rồi, lượt đầu tiên anh em nhá. Rồi. Đấy, không biết sẽ về cho mình mức Huê không đây. Đấy, lại tiếp tục là không thành công rồi anh này. Lượt thứ hai nhá. Đấy, lại không thành công rồi anh em ạ. Lượt thứ ba anh em này. Mình nghĩ đây chắc chắn khó thành công rồi anh em ơi. Đấy, bây giờ chắc chắn là chỉ mong lên được khoảng tầm 1 đến 2 mét là ngon lắm rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ căng luôn 1 mét này anh em ơi. Ui trời ơi, đây rồi. Hay quá anh em ơi, 4m160. Đó, giảm lại tiếp mức 500 anh em này. Duy trì một vài lượt nữa anh em nhá. Đúng rồi, thế lại lên 4m tiếp rồi anh em ạ. Nếu như mà thời điểm hiện tại thì mình đã có được 2m rồi đấy anh em, đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ không dừng lại đây đâu. Ui giời, suýt luôn rồi, về hũ không. Trời ơi, 4m8 anh em ạ. Ok rồi anh em nhá. Như vậy là mình sẽ nghỉ ở đây anh em ạ. Như vậy hôm nay thành công với một hũ như chất thôi, nhưng mà mình cũng đã có được chút nhiều anh em ạ. Với mức 2m lên 8m anh em nhá. Ok chưa? Chào nha.